Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Vừa A Dê. Mình tên là Vàng Thị Bề. Mình tên là Ma Khải. Còn mình là Hoàng A Sì. Mình là Vàng A Dê. Còn mình là Giang A Vừa. Còn mình là Ma Hùng. Còn mình là Giang A Ma ạ. Và tất cả chúng mình trước đây đều là học sinh của trường Trung học cơ sở Nà Khô. Và hiện tại chúng mình đang học tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên. Đây là khu giáo điều mà chúng mình đang học. Nó rất là khang trang và sạch đẹp. Giới thiệu với các bạn, đây là ký túc xá của bọn mình. Phòng ở rất là khang trang và sạch sẽ, có đầy đủ chỗ ở cho tất cả các bạn học sinh. Và đây là phòng mình đang ở. Xin giới thiệu với các bạn, đây là nhà ăn của chúng mình, được lo dọn sạch sẽ, với gọn gàng, với trang sông. Chúng mình vào trường học là được miễn học phí và được hưởng tiền 1.630.000 trên một tháng.